Mr. Mình. Và bây giờ là một chương trình rất là đặc biệt của ngày hôm nay. Bạn Phúc Minh và ba của bạn Phúc Minh sẽ cùng cầm cây cúp Olympic của trường MMI. Mình is going to carry the torch to open our inaugural MMI Sports Day. Yeah.
Blue team, we're first on the ground. Red. Okay, so we have a tie after two games. Red on five, blue on five, yellow on two. Mình cần thắng để chơi cho đội vàng tiếp tục cố lên nha. Đến đây xong rồi phải đá banh rồi đá giao lưới nữa. Cò này nha, các trò mình sẽ đúng Hó, a jump inside the hoop, out, in, out, in, and hop. Go to the red spot, đến điểm đỏ và đá vào. Sau đó mình sẽ nhặt cái banh, mình sẽ nhặt cái banh. We need to pick up the ball, pick the ball. Và sau đó quay về cuối hàng và ngồi xuống. Now you have to go through 8 balls. Red team. Yeah. On your mark, 1, 2, I would have thought a Kiwi would say something like that to a ball game. Well done. Thank you. We have had a lot of fun, haven't we? First sports carnival. All the way from Aussie sports. Miss Debbie. It comes on the Oh, yeah.
our Filipino. No, no, we took her as an Aussie. A lot of Mum, answer the question. Okay. What do you think? All the way from Oz. Been here what? 6 weeks? Yeah. 6-7 weeks? Yeah. All the way from Perth, Australia. To be here for our first, our very first MMI Sports Carnival. Do you think it was pretty good? Yes. Did you have lots of fun? Yes. Do you think we'll do it again next year? Yes. Yes. Very good. That would be awesome. Awesome. How about Angela? Granddad, what did you think? Granddad, you watched all the games? Yes, yes. Good? Good, very good. Very good. Yeah. That's what we like. Angela, did you go? Are you having fun? Yes. What was the best game? Yes. Yay. Yes. Get your mummy. Okay, Mary's first torchbearer. How exciting is that? For today? Yes. Yeah, very exciting. Very exciting. And the relationship between the father and the son is closer and closer. Yes, that's awesome. That's what we like to hear. That's awesome. Mommy and thank daddy. You. Mommy and là vui, mình cũng không nghĩ là bé nhỏ gì mà chơi được trò chơi nữa. Dạ, rất là thắng luôn. The dancing was so good. Thank you.
Do you like eating cookie? Bạn thấy mà ngày hôm nay mình có thú mà she likes eating cookie. Quá vui luôn. Quá vui luôn. Thú quá chứ. Okay, what can we next? So you want to go? Hai. Anh hai, anh hai. At a time. Vui không? Dạ. Cái gì cũng vui hết. Nói rồi. Cái gì cũng mất. Chị đang ăn cái gì? Oh. Chị đang ăn cái gì? Nice kicking the ball. Ok. Lâu ra. Cho em thử nè. Không biết là anh cảm thấy như thế nào ngày hôm nay ạ? Thấy cũng vui, nên bổ ích. Very helpful and very fun today. You've enjoyed? Enjoy. Yes. What about home? Anh thấy không có thích mấy ngày hôm nay không? Bé có không nghe được không? Nó còn nhét quá, nó còn hơi nhét. Because it's quite new to us, so it's a bit shy. It's not quite yet, but it will be. Get another month, you'll be like the rest of it. Bé quen rồi, bé sẽ thích hơn, bé sẽ tự tin hơn. Thank you, come on. Thank you. Okay, we need to get the next game started. Damn. Beware of the sticks, carrots, these things are dangerous. We need to pass the stick to the next one. What are they? Hang on, you can't touch him. You can't touch him. You've got to talk to him. Stop, stop, stop it. Diamond, no. Stop and hand over the... Hey! Wow!
Cậu nhỏ mình đã chiến thắng rồi. Chiến thắng rồi. Yellow. Blue team. Blue. 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 For MMI in Vietnam, Mr. Stephen Ko. Please come out. And since you're done, Stephen Ko, the giám đốc của MMI Việt Nam, mình sẽ đến đây và trao phần thưởng cho các bé. From the yellow team, can I have you all come up here, please? Đại diện cho đội vàng, xin mời bạn Dũng lên đây để nhận phần thưởng cho đội vàng. From the blue team, can I have Eliana come up here, please? Đội vàng, xin mời bạn Eliana. And from the red team, can I have my main man, Kim Chi? Yay, Kim Chi! Take photos of the. Smile, Kitty!